pháp xong rồi. Đã, diện mạo mới tanh nha. Hả? Có chuyện gì vậy? À, chị dậy rồi. Tóc tôi, em đã làm gì? Con bé cắt mái của mình. Nhìn thật là ngớ ngẩn. Như thế này đành tìm tóc giả khẩn cấp thôi. Hẳn phải có kiểu hợp cho mình mua chứ. À ha, mái này nhìn hợp mình nè. Mình sẽ trở về như cũ ngay và luôn. Wow, trông tuyệt quá này. Đeo băng đô nữa là chuẩn xinh gái nhất của đất. Là mình lo muốn chút. Không có tóc giả chắc phải đợi lâu lắm tóc mới mọc dài lại. Mớ tóc dài này hơi bị phiền không đấy nha. Không khí nữa nè, khí nóng đó nha. Ôi thôi, thế là đủ rồi. Đã bảo là đủ rồi mà. Trời. Ôi trời ơi, tóc mình như cái bờm sư tử ấy. Mình phải chải tóc cho thật mượt mới được. Rối tinh rối mù lên thế này. Tại sao cũng phải rối tung thế này mới được vậy trời. Tóc phải rối mới xinh đã cưng ai. Đừng chạm vào tôi đi. Tôi chỉ muốn có mái tóc suôn mượt thôi. Ôi trời, cả mái tóc chứ có phải ít ỏi gì đâu. Coi như quả lưu niệm cho tôi nha. Ê, ghê quá. Dùng cả mình ấy. Phải cỡ tóc ra. Được lại sạch sẽ rồi. Vừa có mái tóc rực rỡ thật đó Annie ơi. Chuẩn. Chà, cảm ơn vì đã giúp nhé lược. Phải đi khoe mái tóc bừng bềnh này thôi. Bàng nghiêng sang bên phải, rồi nghiêng sang bên trái. Tóc mình cứ rơi vào mặt ý. Chạm đất nào. Tóc mình chạm phải sàn bẩn mất rồi. Kinh quá, mình phải đi tắm thôi. Mình sợ bị chậm nhịp mất rồi. Ow, gì vậy trời, con người mới dẫm lên tóc mình kìa. Có vẻ như Annie lại gặp sự cố với tóc rồi. Này Annie, tôi có giải pháp cho cậu đây. Buộc tóc lên thế này là được. Trông siêu xinh đấy, nhưng tớ không biết làm thế nào cả. Cậu sẽ dạy tớ đi mà. Chắc chắn rồi, trước tiên kéo tóc ra đằng sau. Rồi chia tóc thành các phần nhỏ thế này và... Cậu ấy đang làm gì ấy nhỉ? Rồi tớ sẽ xoắn nó lại như thế này. Và thêm một lần nữa cho chặt nè. Đã xong, giờ thì chẳng còn cái gì cản trở cậu nữa rồi. Chỉ cần siết chặt một chút và xong rồi đấy. Ôi trời ơi, cảm ơn cậu nhiều Ava. Tuyệt, tóc mình không bị vướng víu nữa. Sẵn sàng để thử nghiệm chứ nào. Chắc là rồi đó. Chạm sàn với mỗi bàn tay chứ không phải tóc nào. Cảm ơn Ava, tập tiếp thôi. Thảnh thơi thật đấy. Đúng rồi, mình có cuốn lông mà. Mau mau tháo ra để xem tóc xinh nào. Thật là một cách bắt đầu ngày mới tuyệt hảo. Mong là mình sẽ có mái tóc đẹp bồng bềnh. Tháo hết ra nào. Tóc mình kiểu gì cũng xoăn lượn sóng cho mà xem. Kìa, sao vẫn thẳng tuột. Chả khác gì bình thường. Lẽ ra mình phải có tóc xoăn lộng lẫy chứ. Thật bất công. Một tóc xoăn cơ. Làm sao, có chuyện gì mà la lối ông dòm. Tóc tớ chẳng xoăn gì cả. Thật đấy hả, mỗi thế cũng khóc. Nào, đợi tớ một tí nhé. Chúng ta sẽ làm tóc xoăn với máy là tóc này. Máy là để làm thẳng tóc chứ xoăn sao được trời. Thế cậu nghĩ tớ làm mấy lọn tóc này kiểu gì hả? Được, tớ hiểu rồi nè. Nào, tớ sẽ chia tóc ra các phần và rồi xoắn nó lại. Từ chân tới ngọn tóc, xoắn thật chặt vào nè. Thử cái máy là tóc xem có đúng như cậu bảo không nhé. Đưa máy là đang nóng qua tóc thế này, thả ra là tóc xoăn rồi nè. Dễ ghê á, có khi còn đẹp hơn máy làm xoăn ấy. Bồng bềnh quá nè, thích quá đi. Này này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy? Có chứ, đang nghe đây. Chuẩn bị đi học không muộn bây giờ. Dị thật đấy. Giờ tóc mình thật xinh xắn. Đi dã ngoại vui ha bố ơi. Mình chụp ảnh cái đi. Cười nào. Chắc sẽ dễ thương lắm. Wow, nhìn lên kia đi.
có máy bay trực thăng kìa. Ashley, xem kìa bộ. Wow, hay quá. Và gió quá. Nó đang đi tới đằng kia. Tóc cậu rối bù lên rồi. Nghiêm túc đi hả? Ok, chán thật đó. Này, tớ thích nha. Đừng có lo, tớ mang lược này. Cảm ơn cậu. Chắc sẽ mất một lúc. Chán như con gió. Cuối cùng tóc mình cũng mượt trở lại. Mindy, dậy đi. Trả lại cho cậu nè. Xinh rồi đó. Tụi mình uống nước ngọt đi. Ôi không, nó quay lại kìa. Tớ phải bảo vệ tóc tớ. Cứ bình tĩnh nào, tớ có ý hay nè. Tớ sẽ nắm tóc của cậu, còn cậu xoay vòng vòng. Cứ tiếp tục. Gần xong rồi. Giờ thì xoắn lại thành búi. Và dùng dây buộc tóc để cố định búi. Wow, kiểu tóc mới này dễ thương xỉu. Giờ thì thư giãn thôi. Nó quay lại kìa. Họ cứ đi qua đi lại thông thả. Và tóc tớ không bị rối tung lên. Mindy, cậu thông minh quá. Tớ biết. Chụp ảnh selfie tiếp đi. Xin gái nha. Sao lông mày của mình mọc nhanh thế nhỉ? Trông mình như người tiến sử ấy. Nhíp ơi, bắt tay vào việc nào. Chắc chắn rồi, để tôi xử lý đám lông mày cho. Thân định rồi. Không, cái này thì sao? Bingo. Nhở nhanh gọn nhẹ thế chứ. Quan, mình phải bỏ nó sao? Thế nào tiếp theo đây? Quay lại làm việc tiếp thôi. Mình muốn tất cả. Thôi xong. Sao nhíp này mạnh quá vậy? Đi rồi, xem bài trước khi vào lớp nào. Ôi trời đất, cậu không tin nổi đâu gái ơi. Wow, dã man. Tớ còn không tin mà, nhiều lát khủng khiếp. Chà, ngô thân đó. Mình cũng phải quay TikTok. Xem nào, làm gì được đây? Chỗ đó cũng được. Đặt máy ảnh ở ngay đây nè. Ổn rồi, thực hiện điệu nhảy nào. Mình cứ ngồi thư giãn thôi. Wow, từ từ, đừng đổ xuống mà. Bực cả mình. Có gì để dựng điện thoại lên không nhỉ? Thử dựng ở băng ghế kia xem sao. Được rồi, nhảy tiếp nào, vòng 2. Ok, chào, bye bye. Đừng, 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 dừng lại, trời đất. Bụi bẩn hết cả rồi. Đó, đúng chỗ mình cần rồi. Cuốn sách dựng đứng điện thoại. Ở nguyên đó nha, đừng đổ nữa. Cậu ấy lại nhảy nữa. Cái làm như sách giữ được mình ấy. Điện thoại, hơi bị điên tiết rồi đấy nhá. Chuẩn không cần chỉnh. Giải pháp đi rồi. Thôi, dán băng dính rồi có rơi bằng mắt. Wow, mình bị kẹt trên tường rồi. Thôi kệ, lần này mình sẽ xem cậu ấy nhảy. Yeah, cuối cùng cũng quay xong rồi. Nào nào xem nhiều lát chưa. Oh yeah. Đói quá đi mất. Tôi đang cố tập trung đấy. Hả? Nhìn ngon hết rể luôn. Mindy, cậu vẫn ổn chứ? Hẳn cậu phải thích cái đồng hồ lắm. Mindy, yuhu. Cậu đang làm gì vậy? Không có. Thôi kệ đi. Ok cả lớp, bài này rất quan trọng. Đúng rồi. Mình sẽ ăn xíu gì nách. Thòm thèm nãy giờ luôn á. Wow, đôi nó nhìn ngon chảy nước miếng. Quái quái. Kem phủ màu hồng đúng tủ mình luôn. Thật không thể tin nổi.
đủ rồi. Ahem, Mindy, cấm ăn trong lớp. Em đã cầu cho cô không để ý đến. Người ăn thế ai chả thấy. Không ăn nữa nhé. Mình chỉ muốn donut thôi mà. Scrunchie của Sunny khiến mình nảy ra một ý. Cách này sẽ hiệu quả đấy. Vừa dễ thương và thơm lừng. Có mùi donut sao? Ok, lạ thật. Mình qua mắt được cô rồi. Mình xứng đáng ăn bánh ngon. Wow, cách thông minh đó. Cho tớ một cái. Của cậu đây. Wow, cảm ơn. Kem phủ màu hồng. Tiếng động gì vậy? Bài giảng hay lắm ạ. Cảm ơn em. Chán quá đi mất. Chán. Điện thoại. Sẽ có đầy trò cho mình giải trí. Đến giờ selfie rồi. Cái này mà đang lên mạng xã hội thì hết sạch. Kiểu trang điểm của mình không hợp ánh sáng này. Cần phải chỉnh lại. Chúng tôi sẽ dậm lại highlight và làm thẳng tóc cho cô ạ. Thôi được rồi, thế đủ rồi. Ổn hơn rồi, người theo dõi mình sẽ thích mấy bức này. Hôm nay trông mình xinh ghê. Hoặc không. Vẫn cứ sai. Mình biết phải làm gì rồi. Chuẩn rồi, gió thổi tóc bay cho bức ảnh hoàn hảo. Tuyệt, gió đang thổi tóc mình kiểu hoàn hảo luôn. Gì đấy? Gió lẽ ra phải thổi ngược tóc tôi chứ. Xin lỗi ạ, là do máy sấy tóc nhưng tôi sửa được rồi. Tốt, làm lại đi nào. Biết sao không, dừng lại. Tôi có ý này hay hơn này. Lấy hoa giấy và kim tuyến làm phông nền. Buổi chúng hoàn hảo. Wow, ngầu quá đi. Mình cũng phải thử như thế. Cậu ấy có kim tuyến còn mình có rác. Ok, để thử lại xem nào. Tôi cần được chỉnh lại tóc và trang điểm. Chị không làm miễn phí Cưng ơi. Cưng phải trả tiền cho dịch vụ của chị. Chắc rồi ạ, tất nhiên, để em lấy tiền đã. Cái gì đây? Đúng một đôi bị vứt vào máy giặt rồi. Thôi được. Ngồi im trong khi chị làm. Yeah, cảm ơn chị. Giờ thì sao thế nào? Ôi mẹ ơi, gì đây? Sao trong mặt mình lại thế kia hả trời? Mình giống chẳng hề Pennywise. Chém nốt cho xong đoạn này. Hết giờ rồi à? Nhìn qua đây đi mà. Lũ mèo ngốc thật, cứng xỉu nè. Cậu ấy phải để ý đến mình chứ. Hả? Đồ mọt rách. Mọt rách hả? Hay là cậu ấy thích mọt rách? Xem từ thông minh trên này. Cái gì vậy? Nhỏ này cho mình xem sách hả? Tao không thích sách tí nào, buồn ngủ lắm. Buồn ngủ á? Chẳng có cách nào hiệu quả cả. Ok, đủ rồi, mình phải làm cách gì quyết liệt hơn mới được. Ngôn ngữ đơn giản, rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi. Xong, em. Ôi trời đất, đúng là kỳ đà cản mũi. Không, giấu nhanh không cậu ấy thế bây giờ. Tớ không làm gì đâu nhé. Mèo, cưng quá. Wow, nhìn xem ai ngồi cạnh mình hôm nay đây. Chào cậu sao rồi? Cậu ấy có gì mà mình không có chứ? Sao lúc nào lũ con trai cũng vây quanh cậu ấy vậy? Mà chờ chút. Đúng rồi, mái tóc kìa. Mình không có mái tóc dài như thế, cũng chẳng có kẹp tóc dễ thương. Mà chờ chút, biết đâu mình có thể thử cách này. Xin lỗi bút bi nhá, mình sẽ phải tháo hết cái bút ra. Ok, nhỏ keo nóng vào một đầu của lá xo này, rồi gắn một viên ngọc nhỏ vào đó. Thế là xong, đợi keo khô là cái kẹp đã siêu chắc chắn rồi. Giờ thì mình chỉ cần xoáy lò xo vào tóc, làm thêm vài cái rồi gài vào điểm khác nhau nè. Xoáy vào cực dễ luôn, vừa nhanh vừa đẹp. Yes, hiệu quả y như mình tưởng tượng luôn mới đỉnh chứ. Ok, này cậu ơi, chào. Wow, nhìn cậu như một người khác ấy. Xinh đó nha. Wow, cứ phát huy nhé. Gì vậy trời, cậu ấy không thấy kẹp tóc xinh của mình à? Thôi kệ đi, mình cũng chả thích mèo. Đêm qua mình trằn trọc mãi. Hai mắt thâm xì như gấu trúc. Hả? Khuôn mặt rõ mệt mỏi mà. Chuyển không cần chỉnh. Cả răng mình trông cũng mờ. Lau gương xíu cho sạch. Có thể chứ.
thì sạch. Áo này bốc mùi quá. Không nhìn đâu. Gì cơ? Không được đâu. Thở đã. Rồi. Cẩn thận cái coi. Quá thời trang luôn. Ngôi sao điện ảnh đây. Cậu tưởng mình trông ra gì lắm hả? Thế này đúng phong cách của tớ. Đồng ý. Hai chân hai tay luôn. Phải thật thông tho nữa. Tớ bị dị ứng lắm mà. Mong là tóc của tớ đẹp rồi. Có thể chỉnh thêm xíu không? Đừng lo, tớ sửa được mà. Đẹp trai chính là anh. Cứ thế phát huy nhé. Răng rồi nè, vừa đúng lúc. Tụi mình ăn chung cho vui nha. Nhìn ngon quá. Tuyệt cú mèo. Hả? Thế như có gì đó sai sai ở đây. Là tóc sao? Suýt thì hóc chết tôi luôn. Phim kinh dị ấy. Chà chà, chắc là tóc mình rơi vào rồi. Thế này không thể chấp nhận được Annie. Hello. Xin lỗi nha, sự cố thôi mà, thật đấy. Thôi bỏ đi dùng cái. Ai mà ăn nổi thứ này chứ. Hình như tóc còn mắc trong họng mình. Chết rồi. Hình như có gì kẹt trong họng. Cứu tớ, tớ không thở nổi. Tớ sẽ cứu cậu Thomas. Làm ơn đứng ra nhé. Wow, nhìn mớ tóc bay đi kìa. Ôi không. Không gì cả nửa búi tóc này. Hả? Một gú hoàn hảo. Annie. Xin lỗi mà. Tớ suýt tèo đấy biết chưa. Xin lỗi cho mà. Tất cả cậu sẽ thấy vui hơn với cái này. Đi mà. Thôi được, tớ tha thứ cho cậu. Cậu biết sô cô la là điểm yếu của tớ mà. Sô cô la chắc thơm ngon lắm nè. Mà khoan đã. Nhỡ chân này toàn tóc thì sao? Thôi, mình không dám mắc đâu. Tóc lại trong miệng mình nữa sao? Cậu đúng là drama queen đấy. Alo. Vâng, tôi muốn đặt lịch hẹn ạ. Bao giờ sao? Được à. Mẹ ơi, để ý con nè. Trời. Mẹ chọc lòi mắt con bây giờ. Mẹ quên chảo trứng rồi. Mà trời ơi mắt. Dễ chịu quá đi. La 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 la. Ôi chết. Thôi kệ. Cưng thích kẹo không nè. Cưng dễ thương quá. Nhưng mùi gì vậy ta? Tôi sắp thành con heo quay luôn rồi. Ôi trời. Mẹ ơi. Mình phải xử lý thôi. Chỉ cần nhìn lại thôi nhỉ. Trứng dính chặt vào chảo rồi. Chuyện gì thế này? Ê, trò này vui phết. Lần này mình lộn nhào được không ta? Đau ê ẩm cả người. Chuyện quái thì xảy ra thế. Chắc mình được nấu chín rồi. Mẹ sẽ xử đẹp mình mất thôi. Nhưng trông buồn cười ghê. Ướt như chuột lột rồi. Người ướt nhem. Xem tóc tai này, cả cái mặt nữa. Mưa to như chút nước ấy. May mà mình nhớ mang theo ô. Đời thật bất công. Ôi trời ơi, sao vậy trời?
mưa làm tớ tàn tạ luôn đây này. Khổ thân. Tóc cậu thực sự cần phải sấy khô đó. Nè, chờ chút nhé. Tớ mới nghĩ ra cách này hay cực. Nhìn này, máy sấy tay ở ngay kia. Cúi đầu xuống dưới đi. Kiểu gì cũng hiệu quả, tin tớ đi. Tốt, đúng rồi, để máy sấy tóc cho cậu. Đỉnh quá, tóc tớ khô rồi này. Đó, đã bảo mà. Lại xinh xắn rạng rỡ rồi. Chỉ cần làm xong bài này là đến giờ chưa rồi. Wow, Annie trông xinh thế. Wow, Annie, tóc cậu xoăn thật đấy. Cảm ơn nha, muốn thử kiểu mới mà. Tóc của Annie đẹp ngoạn mục. Annie ơi, cậu hợp tóc này lắm đó. Thôi đi, cậu lại tán tớ hay gì đấy. Tóc mình thì lại thẳng tưng nhàm chán như bao ngày. Chà, có lẽ cái bút bi này sẽ giúp mình làm mới một chút. Chỉ cần cuốn tóc và đợi một lúc thôi. Ta-da! Chà, hình như cũng chẳng ăn thua gì. Chán như con rán ý. Ồ, thôi mình học bài tiếp đi. Được, để ghi chú cái nào. Ôi, bút mình tắc mực rồi. Để thổi xem có được không đây. Khó. Này, cậu có bút không, cho tớ mượn với. Ôi, xin lỗi nha, tớ có mỗi một cái. Eva, cậu có bút không, cho tớ mượn đi. Ôi, nhìn cậu buồn thế. Tớ phát tràn với mái tóc thế ghê này rồi. Ôi, thế thôi sao, để tớ giúp cậu làm xoăn. Nhìn nhé, trước hết tôi sẽ chia một phần tóc ra, cuốn tóc quanh hai ngón tay này. Sau đó tôi sẽ kéo phần ngọn qua. Tiếp theo tôi sẽ kéo nó xuống cho chặt. Có vẻ dễ nhỉ, tôi nóng lòng xem mấy lọn xoăn quá. Dừng lại, đừng kéo ra vội, cậu phải chờ ít nhất một phút đó. Được rồi, tôi sẽ đếm giờ. Và tháo ra nào. Wow, nó xoăn quá nè. Giờ tóc tớ xoăn hết lên luôn rồi. Ý, và trông hợp với cậu lắm đó. Cảm ơn Annie, tất cả là nhờ cậu hết. Không có gì nè gái. Giờ quay lại với màn tán đỉnh nào. Ủa, cậu ấy đâu rồi nhở? Ủa, đùa mị đó hả? Cũng chẳng lạ gì. Cậu ấy còn chẳng có kiểu tóc đó nếu không có mình ý. Chẳng gì bằng ăn chung với người bạn tốt. Nhưng liệu bạn có đủ tốt để nhường miếng pizza cuối cùng không? Cậu ăn đi. Cảm ơn nhé. Chà, măm ăn. Tớ sẽ ăn ớt miếng này. Ớt à? Mình ghét ăn ớt. Cậu ăn được không đó? Ngon mà. Nơi này thật tuyệt. Nhưng nồi lửa lên quẩy nào. Chuẩn luôn. Trời đất ơi, cháy lưỡi con rồi. Chris, có chắc là cậu không sao không đấy? Có gì để uống không vậy? Này, là sữa à? Cho tôi uống nhé. Miệng tôi đang cháy đây. Cảm ơn nhé. Nguồn nhiệt nóng đây rồi. Cứ nóng ra làm người ta khó chịu. Đây chính là sứ mệnh của mình. Này. Hả? Giáo cơ. Ta sẽ dập ngọn lửa đó. Này, tôi mới làm xong đấy. Xong việc rồi. Tôi chẳng là gì nếu không còn cay. Tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Sao cố chấp thế nhỉ? Lại nữa. Được rồi, tôi đấu hàng. Đúng ý tôi đó. Đáng sợ thật đấy.
chỗ đó là cho tất cả mọi người đó. Giống em bé quá. Nhưng đâu phải ai cũng ăn cay. Khoan đã. Chào, tôi đến dự tiệc. Xin mời vào. Này, chúc buổi tối vui vẻ. Tôi vào được không? Từ từ đã. Tiệc này quyết định phải lung linh lấp lánh mà cô thì không có. Thật sao? Nhưng tôi thích bộ đồ này. Chắc là mình không nhập tiệc được rồi. Wow, nhìn mà xem. Mình có ý này. Đã đến lúc gây sao nhã. Nếu cô ấy muốn lấp lánh thì mình sẽ cho cô ấy. Oh, gì vậy? Rón rén thôi. Phải nhanh lên mới được. Này, cô đang làm gì vậy? Ra khỏi đây đi. Dồi ôi. Nhưng mình có nhẫn mới. Sao phải thế? Psst, này, đang đây nè. Ờ, ai đấy ạ? Xem đây nè. Wow, quá trời lựa chọn. Nhưng tôi sẽ chọn cái đó. Trả tiền đi. Cảm ơn người lạ bí ẩn. Tôi chưa bao giờ ở đây. Đã đến lúc vào việc rồi. Mình sẽ gắn đá quý lên tóc. Làm dễ thật đấy. Vậy là tóc mình đã lấp lánh. Mình chỉ cần bấm dụng cụ tạo kiểu và đá quý đã dính vào tóc. Wow. Woohoo, bài này cháy quá. Wow, chói quá. Đúng vậy, tuyệt vời phải không? Wow, xin mời vào ạ. Cảm ơn. Mình thích phong cách ấy. Được chứ, tự mình đi xem phim đi. À hả, được. Wow, thời khắc đã đến. Bước tới đây đi. Cái gì thế? Chửi lại thế nữa. Buông giày tôi ra đi. Đã bảo là buông ra. À, cậu làm từ keo siêu dính hay gì hả? Thôi tôi đang vội. Tới lớp học hóa luôn đi. Chính như ấy mấy. Hồi hộp khá nè. Không tài nào tập trung nổi. Cậu ở dưới thế nào? Hướng dẫn thật đó. Mình cứ không ngừng nghĩ về bãi kẹo núm ốc này. Cậu nhất định phải ngay đó hả? Không biết ai là rất nhanh nhỉ. À, liệu tôi còn có quyền riêng tư không vậy? Ok, chắc mình nên dùng màu mắt đây nhỉ. Gần xong rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Chọn màu gì được nhỉ? Xanh đi, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày xanh tươi mát mẻ. Chuẩn, rồi trong mình sẽ tỏa sáng như ngôi sao. Chỉ một tẹo thôi chứ nhiều quá lại lỗ. Thôi xong, dây hết cả ra tóc mất rồi. Tay với chả chân, thế là đi tông cả khuôn mặt đáng yêu nè. Ồ, khoan đã, tự nhiên lại nghĩ dày hay. Mẹ này chắc chắn hiệu quả luôn. Được rồi, mình cần cái cốc hoặc bát cùng một lọ gel tạo kiểu. Rồi bóp gel vào bát như thế này nè. Chỗ đó chắc đủ rồi đấy. Giờ thì đến bước tiếp theo, nhũ. Cứ đổ hết lọ nhũ nè vào bát gel. Màu đẹp quá đi mất, nhìn thích mắt thật. Và mình sẽ dùng cái que này để trộn đều gel với nhũ. Lấp lánh và sáng mị. Hồng cam và xanh. Sẽ tuyệt lắm đây. Bắt đầu với màu cam trước đi. Cọ vẽ ra tay nào. Chỉ việc đưa cọ trên tóc như thế này thôi nè. Ôi, lấp lánh quá, không ngờ lại lung linh thế này. Giờ thì đến chút sắc xanh. Trông đẹp chưa kìa. Mình tạo bao nhiêu dải màu trên một bên tóc nè. Xong, tuyệt vời ông mặt trời. Nhìn tóc lấp lánh và tỏa sáng kìa. Mình đúng là thiên tài. Đó đúng là ý tưởng tuyệt nhất thế giới. Ôi, sao trên đời lại có người lộng lẫy vậy chứ. Phải đăng ảnh lên Instagram ngay cho nóng. Wow, TikTok hôm nay hay ho ghê đó. Nhưng súp lơ xanh thì không. Rơi súp lơ rồi. Sao nó chui vào dưới này được chứ? Hơi bụi mất rồi. Nãy mình nhìn thấy kẹo mút sao? Mình làm mất nó từ cả năm trước rồi. Edison, cậu tìm thấy tớ rồi. Không, đang ăn kiêng. Ủa, suýt thì.
rau xanh vẫn tốt cho mình hơn. Này, ăn tới ngon hơn nè. Mình đang phân vân gì chứ? Thèm kẹo dâu tây ngọt quá. Kẹo vẫn còn nguyên vẹn nè. Cậu muốn ăn tớ mà. Ngày mai ăn kiêng cũng được. Hay là lía một tí kẹo thôi. Phải rồi, bên này vẫn là lựa chọn tốt hơn. Lát nữa mình sẽ ăn salad. Thương tí xíu đi mà. Khoan, phải kiềm chế chứ. Nhưng tớ tưởng cậu yêu tớ. Khi tuyệt vọng thì cần các biện pháp quyết liệt. Hãy rơi vào bẫy đường ngọt này. Đường. Không có nói cậu sẽ toi medicine. Tớ cần đường ngọt. Chuẩn rồi, cứ tiếp tục nhìn tớ đi. Lía một miếng thôi. Ok, một miếng ngon nhất cuộc đời. Chào mừng về nhà. Gần thêm chút nữa thôi. Liếm mãi không chán mất. Mình sẽ không bao giờ ăn súp lơ nữa. Tớ vui lắm. Cứ mở xanh ra là mắt díu vào. Mình không thể học nữa. Tự nhiên thấy thèm kẹo ghê. Kẹo ngon tới đây. Chờ một chút cho đỡ chán. Oh yeah. Oh. Chán. Bong bóng xịt rồi. Cậu thổi yếu xìu vậy. Thế cậu thì hơn đấy. Đưa tớ một viên. Xem mà hóng hỏi đi. Kate, đúng là cậu thổi to thật. Ôi trời. Ấn tượng chưa? Chắc chắn mình có thể thổi to hơn thế. Bóng đang phồng lên. Mình mất kiểm soát rồi. Tuyệt. À, muốn đấu sao? Cậu thổi gì mà nhanh dã man thế? Kìa khung lại thở hồng hộc bây giờ. Mình có dự cảm xấu với bắt này. Gần đây rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng kẹo bám đầy trên tóc tớ rồi. Cậu thua rồi. Lẽ ra tớ nên đoán được chứ. Váy này dễ thương quá. Ew, ghê quá. Gì? Mặt cậu bóng nhờn kìa. Ôi, xấu hổ chết đi được. Phải dặm lại vấn thôi. Cái cậu xịn xà là nhân đá. Ăn phấn rất tốt luôn. Mặt mình sẽ hết bóng nhờn ngay. Phủi phấn thừa đi đã. Sao mà quá trời phấn vậy? Còn lâu không vậy? Thêm lần nữa. Phấn phủi hết dầu nhờn chứ vậy. Dù sao cũng thấy dễ chịu ghê. Phải đánh cả mũi nữa nè. Xong rồi, cậu thấy ổn hơn chưa? Cũng được. Cậu ấy cần soi gương gấp. Không cần mồ hôi. Ngủ đã mất thật đấy. Mình mơ mình là Rapunzel và hoàng tử thì siêu đẹp trai. Mới sáng ra đã vui vẻ rồi. Chỉ thấy ác mộng không. Toàn là dung nham sôi sục. Đen đủ là tóc mình cứ như mới nhúng vào hố lửa ấy. Gần hoàn thành rồi. Đó, tiếp theo. Mình nên làm gì đó với mái tóc. Làm tóc xoăn cho xinh. Giờ thì ngồi đợi thôi. Chắc được rồi đó. Hả? Sao không xoăn vậy? Sao máy không hoạt động? Mình không hiểu. Dây điện. Em cắn à? Tại sao? Mình làm sao mà sửa được dây điện? Sao chuyện này cứ luôn xảy ra với mình chứ? Mình sẽ chẳng bao giờ có tóc xoăn. Mọi thứ có ổn không con yêu? Sao thế con?
Mày uốn tóc của con không hoạt động nè. Biết đâu mẹ sửa được. Mẹ chỉ cần bàn chải tóc này. Dạ, mẹ con muốn tóc xoăn. Đầu tiên, mẹ sẽ lấy một lọn tóc của con, rồi cuốn nó xung quanh cán bàn chải. Nhớ cuốn chặt tay đó nha. Chúng ta cần nhiệt, vì vậy nên mẹ dùng máy sấy. Sau đó thì thả tóc ra. Ôi trời, tiếp tục đi mẹ ơi. Dễ thật đấy, kiểu xuân này hợp con lắm. Đây là lọn cuối cùng. Ok, xong rồi, con yêu thấy sao? Đẹp hết vậy. Con cảm ơn. Không có gì đâu. Đi chơi vui nhé. Phải ăn gì đó mới được. May quá. Xin chào, tôi đáng yêu đúng không nè? Đỏ mọng luôn. Vui quá đi mất. Thực ra... Này, sao thế? Sao cậu dừng lại? Ăn sao cho ngon hơn ta? Ôi chuẩn, kem béo nữa. Ăn thế này đúng là đỉnh của chóp luôn còn gì. Trò này vui hết sảy. Chà chà, ngon tuyệt cũng nhào. Ngon rồi, mâm mâm nào. Ngon dã man con ngon. Xịt thêm nhiều nhiều kem béo nào. Wow, tắm kem vui quá. Quá trời kem béo luôn này. Ăn vặt thế này thì còn gì bằng. Đi chơi với cậu vui thật đó. Thì... chúc ngủ ngon nhé. Thực ra... mai gặp lại nha Chris. Cậu ấy mới thơm mình. Có gì trên mặt mình vậy? Có phải... xin chào. Tụi mình đi chơi với nhau đi. Ngủ đã mắt thật đó. Kim tuyến bắn ra như đỉa. Tránh ra dùm. Chết đi zombie. Chết hay lắm Chris. Đúng không? Lên lên. Quá xuất sắc. Tôi biết cậu có tài năng bẩm sinh mà. Đỉnh lắm luôn. Đỉnh thật. Các bạn ấy đang nhìn mình. Cái gì thế kia? Kim tuyến mãi không bay đi. Ổn hơn rồi. Chờ đã. Lũ con trai ngốc nghếch. Tóc mình đẹp chứ nhỉ. Mình uốn tóc gần xong rồi. Đã xong xuôi cái cuối. Tuyệt, kiểu gì cũng xinh lồng lộn cho xem. Giờ thì đi ngủ thật ngon nào. Sáng mai mình sẽ có mái tóc xoăn tươi đẹp. Chỉ cần đi ngủ thôi. Ow, thế này khó chịu quá. Thôi được ngủ nghiêng xem nào, chắc sẽ đỡ. Chả ăn thua gì. Được rồi, bên này đi. Tránh ra nào mấy cái lô này. Mình chỉ muốn ngủ và thức dậy với tóc xoăn thôi mà. Thôi, dẹp luôn đi. Bỏ đống lô cuốn tóc này ra vậy. Chắc mình phải chịu tóc thẳng cả đời rồi. Bực dễ sợ. Chờ chút nào. Mình có một ý cực hay này. Được rồi, trước tiên mình sẽ xoắn tóc. Rồi quần nó ngang đầu như thế này. Giờ mình sẽ kẹp cho cố định. Hoàn hảo, chắc chắn và gọn gàng. Chuẩn, thành công rồi. Được rồi, giờ xoắn nốt bên kia tóc. Và cũng lật nó sang. Một cái kẹp nữa và xong. Xuất sắc, giờ thì ngủ tiếp xem thôi. Thoải mái hơn bao nhiêu luôn ý. Quay thế nào cũng dễ chịu cả. Ngủ nào. Hôm qua ngủ ngon quá. Đúng rồi, tóc mình. Để tháo ra coi có hiệu quả không nè. Ok, giữ tóc một cái và... Tèn tèn tèn, tuyệt vời
ơi ông mặt trời, nhìn những đường xoăn sóng nước này nè, dễ hơn lôi cuốn bao nhiêu luôn á. Thích quá đi mất thôi, hoan hô ngày tóc xinh nè. Qua chỗ tủ để cất sách đi đã nào. Phải chỉnh sửa lại mái tóc xinh xắn của mình mới được. Có thế chứ, bóng mà luôn. Ôi chao, nhìn tóc cậu ấy kìa. Tóc dày thế, còn bóng nữa. Wow, cả thiên thần cũng đang hát về mái tóc ấy. Ôi, cậu đẹp thật đó, như tiên giáng trần vậy. Đây là quà của tớ nhé, dập ghim tớ thích nhất đó. Tớ cũng có quà cho cậu nè. Nhìn cậu ấy nhận được bao nhiêu quà từ mấy anh chàng dễ thương kìa. Sao tóc mình không đẹp như thế chứ, để mình cũng có quà. Hay là mình tạo độ bồng bềnh cho tóc bằng lược nhỉ. Sẽ đẹp lộng lẫy như thiên thần cho xem, mình biết là như thế. Xong, thế này ai mà chẳng chú ý tới mình chứ. Vâng, sao tóc mình lại thế này nhỉ. Thôi xong, mình cứ như cô dâu của Frankenstein ấy. Phải giấu bộ mặt này sau cuốn sách thôi. Được rồi các cậu, đủ rồi, thôi đi đi. Không thể nổi mái tóc này là mình được chú ý tới vậy. Hả? Cái gì phía sau cuốn sách kia? Ôi, tóc tai kiểu gì thế kia? Phải giúp cậu em mới được. Nè, cậu đang làm gì ở đây thế? Không, tớ chỉ đang thử kiểu mới thôi. Nghe này, đừng lo, để tớ giúp cậu chuyện này nha. Chúng ta chỉ cần keo xịt tóc và chiếc kẹp này thôi. Chỉ cần thế này thôi hả? Cậu có sợ không đó? Đầu tiên, cậu sẽ dùng cái kẹp và kẹp tóc ở trên đỉnh đầu lên. Rồi cậu dùng keo xịt tóc để xịt lên phần đó. Giờ thì dùng máy sấy để sấy cho thật khô tóc đi. Hoàn hảo, chỉ thế thôi. Tháo cái kẹp ra và xem phép màu đi. Nhìn mái tóc bồng bềnh kìa, mà dễ làm thật phải không nào? Ôi, tóc tớ bồng bềnh như mây vậy á. Cứ như mình là siêu mẫu ý. Cảm ơn cậu nhiều vì mẹo hay này nhé. Không có gì đâu, hãy tận dụng ma lực của mái tóc mới đi nhé. Chào các cậu. Ước gì có thể xem meme về mèo mãi. Mong là Kate thích hoa hồng. Tới đâu hay tới đó vậy. Ai vậy? 2:40 giá. Mình còn chưa lên đồ. 2 Kate, hôm nay em xinh quá. Tặng em sao? Cảm ơn anh. Hoa đẹp lắm. Nhưng đợi em chuẩn bị đã nhé. Ừ, với anh đợi ngoài này. Có lâu như mọi lần không ta? Được rồi, đừng hoảng nào. Gì trước đây? Máy sấy tóc của mình, tất nhiên rồi. Ước gì máy này có chế độ siêu khô. Mình hơi đói bụng rồi. Chắc còn lâu Kate mới xong. Ôi xong, chết mất. Cảm ơn, ăn pizza cầm cự chờ bé cưng vậy. Là mình sao? Mình phải gỡ rồi cái mỡ này. Ow, cái này đồ hàng mã hay sao vậy? Lại qua một ngày, chẳng cách nào ngồi bóc lại cả. Hoa hồng này cũng đã tàn, giống như tình yêu của hai ta. Được rồi, chính thức sang bên phải. Mong là mình quán sức cho bên này. Mình đọc phát ngán tờ báo này rồi. Sao mình lại chọn con gái tóc dài chứ? Tóc lộng lẫy chứ nè. Mượn vào cô. Đi chơi với Thomas thôi. Cưng ơi, em xong rồi. Thomas? Anh làm sao thế này? Không thể nào. Vậy chắc khỏi đi ăn tối nữa nhỉ. Bao người đã ra đi trên chiếc ghế này. Xin lỗi nha. Mong là trông mình ổn. Trông em xinh lắm Madison. Đôi môi của em đỏ mọng. Chơi chút. Hơi thở này sẽ khiến em ấy ngất mất. Chờ anh xíu nữa nha.
Nhanh nhanh, kẹo cao su đâu rồi? Mong là sẽ ổn. Ở đây vẫn ổn. Mùi hôi từ đâu ra nhỉ? Bingo, con vi khuẩn đó phá hủy mọi thứ. Có mình thì đừng hòng. À, tôi không nhìn thấy cô kẹo cao su. Ha, giỏi thì lại đây lady. À, trận này nhìn dễ dàng lắm. Thế hả? Hừ. Ui không, anh dám. Chỉ có thế thôi hả? Anh sẽ không đánh bại được sức mạnh này đâu. Bùm. Chuột rồi. Tôi mới khởi động thôi. Đỡ này. Bong bóng nhanh đấy. Nhưng chưa đủ nhanh đâu. Được rồi. Không còn cô kẹo dịu dàng nữa. Quan, bong bóng to quá. Từng có lằng nhằng với ta. Mọi thứ đều sạch thơm rồi nhỉ. Ổn rồi đó. Hiệu quả không nhỉ? Có. Thế cưng đang nói gì? Mình đã hoàn thành nghĩa vụ. Chào mừng tới bữa tiệc. Hả? Không. Mong là mình trông ổn. Ồ, nhà vô. Đây rồi, nụ hôn đầu của chúng mình. Cả lớp trật tự bỏ điện thoại ra để cô thu nào. Ui, mình phải giấu máy đi. Tất cả các bạn nộp điện thoại cho cô chưa? Shh, điện thoại im lặng đi. Dừng lại, kêu nữa lại bị bắt bây giờ. Được rồi, cô mong là các em đều đã ôn bài kỹ. May quá cô không nhìn, xem đáp án trong điện thoại thôi. Bài kiểm tra này mình sẽ được 10. Ý này vui ghê. Này, đây là đáp án cho câu 3. Kiểm tra tờ phao khác cho chắc ăn. Dừng lại, nhột quá. Shh, tôi không muốn bị bắt đâu. Ồ, may mà cô không để ý đến. Hello cả nhà, chú ý đến tôi nè. Ôi mẹ ơi, im lặng đi. Không không không. Điện thoại. Dám gian lận hả? Mang điện thoại lên đây cho cô ngay lập tức. Dạ vâng. Đây ạ. À, về chỗ làm bài tiếp đi. Xin lỗi bạn Hiền. Có làm có chịu nha. Ôi ôi, mong là mình để đồ trong hộp tủ. Mất chìa khóa rồi. Ôi này, may mắn ghê. Ơ kìa, cái ba lô dở hơi này. Mãi mà không gỡ ra được. Au. Vào đó đừng để chị mày nhìn thấy nữa. Đi có vỗ nào. Au. Ôi trời ơi, tao bị kẹt vào hộp tủ mất rồi. Hả ra. Đau chết đi được. Được rồi. Cả đội ơi, chúng mình sẽ làm thật hoành tráng. Xin lỗi tao đến muộn. Không tin nổi là cậu lại đến muộn. Nè, chào cậu nhé. Được rồi, nhảy có vũ nào. Come on, tập động tác mới nhé. Yes, tụi mình tập đều thật đấy. Tóc cậu ấy đẹp dã man. Tiếp theo, tăng độ khó lên một chút nhé. Thêm năng lượng nào. Ok, nếu cậu nói thế. Au, tóc cậu ấy đập vào mặt mình. Au. Tóc cậu quay vào mặt tôi đấy. Đừng đập tớ, đừng đập tớ. Phải né sang bên này thôi. Không. Ngã hơi bị đau đấy cô nương ạ. Nhưng nào, tớ có kế hoạch này, xem nhé. Ahem. Này hai cậu, sao thế? Chúng tớ sẽ giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Đó, xong bước 1. Giờ tới bước 2. Chỉ cần vài cái dây chun cho phần tiếp theo. Ok, có hai bím tóc rồi. Tiếp theo tôi sẽ tết tóc kiểu mới. Tôi sẽ chia làm đôi và đan vào với nhau như thế này. Cứ làm như tết tóc cho đến khi tới cuối thôi. Đó, xong cả rồi. Vừa gọn gàng vừa xinh hết sảy nha gái. Và tiếp tục nhảy cổ vũ thôi. Woo, cố lên nào. Mà mình đói quá. Khéo ăn cả một con voi cũng được.
Bánh quy đúng là kiêu cánh. Nhìn thôi đã chảy nước miếng. Măm măm nào. Hả? Tự nhiên Trung Gieo làm giật bắn cả mình. Bánh quy của tôi rơi xuống sàn mất. Không. Cứu tôi. Tôi đang rơi. À, mẹ mất một miếng ăn người rồi. Nhưng nhiều bụi bẩn chân nè. Chỉ muốn vùi mình trong đống này mãi. Còn ăn được không ta? Sao mà nhanh bẩn thế hả trời? Kinh quá. Nhìn đã thấy mất cả cảm tình. Nghe bụi bẩn vui thật đấy. Kinh tởm quá. Vẫn ăn được chứ nhỉ? Ăn đất không phải là trò hay cho lắm. Mà kệ đi. Cô nàng cái gì cũng ăn. Kinh quá. Nào nào, không có ai quanh đây nhỉ? Tuyệt, ăn chút kẹo M&M's nào. Mở túi ra cái đã. Wow, ánh sáng gì vậy? Oh yeah, túi mở kìa. Mình rất thích tiết mục này. Cô ấy đang lắc tụi mình nè. Được rồi, ăn kẹo thôi. Tới đây đây. Một viên màu đỏ. Ngon ngon ngon. Viên màu đỏ là vị mình ưa thích. Đi mà, lần này chọn em đi. Mình ghét màu này. Gì vậy trời, cô ấy bỏ tớ lại. Giờ đến lượt tớ. Màu vàng đẹp hơn nhiều nè. Thôi xong, mọi người đến rồi. Ê, nhìn kìa, cậu ấy có kẹo. Yeah, kẹo là tuyệt nhất. Chuyện gì vậy trời? Vừa vừa phải phải chứ. Ở trong này chán quá. Chà, thôi mèo mó còn hơn không. Môi xinh hé nụ cười xinh nè. Lần sau dùng nữa nhé. Giờ thì trang điểm cho cả mặt nào. Sáng chói cả mắt. Khoan, cứ lần mình rồi sao? Bao lâu rồi mình chưa dặn vào biển này nhỉ? Không thể dùng lên mặt được. Ghê chết. Nhưng mình chẳng bao giờ có thời gian để dặn nó. Cẩn thận cái tay đi Annie. Bụi phấn lúc nào cũng làm mình phát ốm. Thực ra mình có cách rồi. Trước tiên nhúng vào nước đã nè. Đổ xà phòng vào nữa. Oh yeah. Cảm giác sảng khoái quá. Xà phòng này cũng thơm nữa. Cho vào làm vết sóng sẽ giúp anh đó. 2 phút. Ổn. Vài phút thôi thì được. Xong rồi. Nóng ghê. Nhìn bờ biển xinh đẹp chưa nè. Chuẩn, tôi lại sạch như mới đấy. Giữ gìn tôi cho cẩn thận mà nha. Phải dùng mặt biển ngay mới được. Sẵn sàng chưa? Khoan, thật luôn hả? Nhưng cô vừa mới làm sạch tôi mà. Mặt biển trang điểm sạch sẽ là đỉnh nhất. Nhưng mình lại phải làm sạch nó nữa. Tớ làm ấm nước cho cậu rồi đó. Tóc mãi vẫn chưa khô. Tắm cái cho tỉnh người nào. Có phải? Tính quá. Kate rụng tóc còn nhiều hơn bé cún. Kate, cậu chưa dọn ống thoát sàn đâu đấy. Nhà này không có tí trách nhiệm nào cả. Thì mình có thể xử được vụ này. Ui trời. Sao vẫn chưa hết vậy? Đừng nôn mà. Trời ơi, sao nhiều quá vậy chứ? Cứ như cả công chúa tóc mây ở dưới đó vậy. Chắc sắp hết rồi đây. Sao? Tắt rồi. Nào. Ra đi. Sẵn sàng và kéo. Nhìn đống tóc kìa. Mai kiểu gì cũng bầm cho mà xem.
Eo ơi, cứ như con gì ấy. Gì thế kia, nó đang động đậy. Quay lại đi. Vẽ gì rồi ta? Xem nào. Baggy, em làm người mẫu cho chị nhé. Ngồi yên. Ok, bé cưng thấy sao nào? Đẹp phải không? Chị vẽ mắt em xinh chưa này? Chào con heo. Chắc con à mẹ? Mong là con thích nó. Hồi hộp quá đi thôi. Trời đất, mắt con có tai mèo. Wow. Mà chờ một chút. Xinh đôi nè Baggy. Chúng mình thật dễ thương. Chị yêu em. Chờ con một chút. Không thành vấn đề. Ôi, mẹ có điện thoại. Alo. À hả, nghe ổn đấy. Mẹ ơi, con là mèo nè. Ồ, cưng quá nè. Không, con mèo của chị. Hỏng mất rồi. Không đeo được nữa. Thất vọng quá đi thôi. Phải làm sao bây giờ chứ? Ồ, đừng lo mà Ashley. Mẹ có cách xử lý chuyện này rồi. Chúng ta chỉ cần sáng tạo với tóc con thôi. Mẹ sẽ bắt đầu bện một nhánh tóc nhé. Rồi mẹ làm tương tự với bên kia nữa. Mẹ sẽ uốn nhẹ và kẹp cố định lại. Làm cả bên kia nữa nè. Ồ, mèo con dễ thương của mẹ ơi. Con muốn xem ạ. Mẹ ơi, con là mèo. Mình giống nhau đó Baggy. Chị sẽ giữ tóc như thế này. Em bé trái vừa đáng yêu hết sức. Không, mình không muốn em bé Zucchini. Hả? Thức dậy, đến giờ dậy rồi. Trật tự đi. Được thôi, chúc ngủ ngon. Lần này quẩy maraca nè. Nè, đã bảo là đến giờ dậy rồi mà. Dừng lại. Đang ngủ ngon mà. Thức dậy nào. Đón ánh mặt trời thôi. Bực điên lên mất. Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó hả? Báo thức đúng là khủng khiếp. Thông báo gì vậy ta? Cậu nên kiểm tra các thông báo này đi. Quá trời thông báo này. Thôi được, xem một tí thôi vậy. Nhột ghê. Video này hài dã man. Wow, cậu chơi game này giỏi thật đấy. Đang nhớ bồ thì bồ gọi. Này, này, nhìn thời gian đi. Đến giờ rồi á, chết rồi. Cậu ấy vừa bỏ rơi mình sao? Mình bị muộn mất thôi. Ôi không, điện thoại của mình hết pin rồi. Khổ thật đấy. Nhưng mà có sáng đây rồi. Sạc pin một lúc đã vậy. Mẹ ơi, con đi học đây ạ. Bye bye mẹ. Dừng lại. Sao ạ? Con nghĩ gì mà ăn mặc như thế hả? Không không, mặc tử tế lại đi. Ôi trời đất ạ, có gì đâu mà mẹ làm quá lên. Quần áo thôi mà. Con đã xem dự báo thời tiết hôm nay chưa? Này, mà gió lớn. Thế chưa? Ăn mặc thế này rồi lại cảm ra đấy nhé. Cái áo len cũ rích này à? Ôi trời ạ. Vâng. Đây, con mặc áo len rồi đấy. Mẹ vui chưa? Có thể chứ, đi học ngoan nhé con yêu. Áo len xấu chết đi được. Vừa nóng vừa ngưng ấy. Anh đẹp trai mới chuyển đến khu này kìa. Phải chớp lấy thời cơ làm quen trước khi có đứa nào nhanh chân hơn. Chào anh. Wow, nhìn em phong cách lạ quá ha. Em cảm ơn, anh đi bộ đến trường cùng em nhé. Gì vậy ạ? Anh sao thế? Ôi trời đất, áo len có tĩnh điện. Chắc là đau lắm. Tóc tai chán hết nói luôn. Áo len dở hơi này. Thôi em đi trước nha. Đây, con mặc ấm mà mẹ. Được đấy, ngoan lắm, học vui nha. Vâng ạ, bye mẹ.
Anh đẹp trai vẫn ở đây. Chắc không sao đâu. Cởi áo len ra cho đỡ nóng. Kéo ra thế này thôi. Gì nữa đây trời. Kẹt rồi. Trời đất. Kéo kéo len cũng không xong. Không kéo được. Kẹt rồi. Phải có cách nào đó chứ. Ôi không. Ảo. Mà tôi. Cả khuỷu tay nữa.